nè các bạn ơi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hòa chung với niềm hân hoan của toàn thể đại tộc gia đình nhà trai chờ đón
đội Tân Lang Tân Hương Hà Tuấn Kim Oanh cũng như là toàn thể các bậc quý vị quan viên hai họ hiên diện trở về với chương trình buổi đại lễ thành hôn sẽ được diễn ra tại trung tâm khán phòng cưới Tư Giai Phúc Đại Sri Nhà Trai. Đại Sri ông bà Hà Văn Dũng và bà Lục Thị Thuân thường trú tại quê hương km 5 Tôn Niệm Kỳ Tân Bá Thước Thanh Hóa. Và một lời đầu tiên xin được long trọng kính truyền lời mời từ bên phía đại gia đình nhà trai chúng tôi. Trân trọng kính mời phái đoàn đại biểu cấp cao đại tộc gia đình hoa nhà gái. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị bạn bè thân thuộc đồng nghiệp của đôi tân lang tân nương hai bên gia đình quý vị bằng tất cả những tình cảm dạt dào nhất hiện diện trở về để cùng chúc mừng tham gia và tham dự chúc mừng ngày phúc trăm năm của Hà Tuấn và Kim Oanh. Xin được long trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng với những bước chân tình yêu, những nụ cười rạng rỡ nhất tiến sâu vào bên trong không gian giảm chính ngày phúc. Chọn cho mình những hàng ghế ngồi trang trọng nhất với những bàn trà, bàn kèo trang trọng đã và đang được đại tộc gia đình nhà trai của chúng tôi với long trọng bày sẵn để chào đón suy diện đông đủ của toàn thể quý vị trở về để chúc mừng trăm năm hạnh phúc của Hà Tuấn và Kim Oanh. Thưa toàn thể quý vị thân mến, yêu em đã mấy năm rồi, cầu xin cha mẹ để được sống đời bên nhau. Và hôm nay sính lễ chầu câu, anh sang hỏi cưới nên câu đã vàng. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta đã và đang được sống trong những ngày đầu tiên của năm Tân Sửu 2021. Một mùa xuân mới đã và đang được dàn trải và lan tỏa tới mọi nẻo đường quê hương ngõ cách Việt Nam thân thương. Và kính thưa quý vị thân mến, mùa xuân, mùa của muôn loài hoa lá cỏ cây thay cho mình áo mới. Mùa của những đêm trăng vời vợi soi sáng cả những dòng sông. Mùa của những áng mây hồng lơ lửng dưới bầu trời xanh. Mùa của những hạt sương long lanh đầu ngọn cỏ. Và mùa của bao đôi uyên ương kết tóc xe duyên nên vợ thành chồng. Và một lần nữa xin được hân hoan và nồng nhiệt chào đón toàn thể quý quan viên hai họ. Chúng ta đã và đang cùng hiện diện trở về với chương trình buổi đại lễ thành hôn của chú rể Hà Tuấn sánh duyên cùng với cô dâu Kim Oanh đã và đang được diễn ra một cách trang trọng và nồng ấm tại trung tâm khán phòng cưới Tư Gia Hạnh Phúc đại gia đình nhà trai của chúng tôi, đại gia đình ông bà Hà Văn Súng và bà Lục Thị Thuân thường trú tại quê hương km 5 Tô Điền, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Lời đầu tiên cho phép MC chương trình trong buổi trưa gần đây xin được mời phép tay lời vàng ngọc cho bên phía đại gia đình nhà trai xin được gửi tới toàn thể quý quan viên hay họ, gửi tới toàn thể quý bạn bè thân thương, gửi tới toàn thể quý vị quan khách một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hòa chung với niềm hân hoan của toàn thể đại tộc gia đình nhà trai của chúng tôi, chờ đón chuyến xe hoa hạnh phúc của hai con trẻ Hà Tuấn và Kim Oanh cũng như là phái đoàn đại biểu cấp cao của hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái cũng như là toàn thể bạn bè thân thuộc của đôi tân lang tân nương hai bên gia đình, bà con nơi xóm, quý vị đã cùng hiện diện trở về đây. Và giờ phút nơi đây thì chú rể Hà Tuấn và cô dâu Kim Oanh cũng như là toàn thể quý vị đã và đang hiện diện trở về với không gian giảm chính hạnh phúc trong một bầu không khí tình yêu của đôi tân lang tân nương Hà Tuấn và Kim Oanh đã và đang được dàn trải và lan tỏa tới toàn thể quý vị tại khán phòng cưới. Và nhờ phút nơi đây xin được một lần nữa trân trọng kính mời toàn thể quý quan viên hai họ cũng như là toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng ngồi sát lại gần nhau hơn với hơi ấm tình người được lan tỏa trong bầu không khí vấn vương này. Hãy cùng nhau nâng lên những ly trà thơm phức, thưởng thức những viên kẹo hồng cùng với những chén rượu nồng từ bên phía đại gia đình nhà trai tân yêu của chúng tôi. Kính thưa quý vị thân mến, người ta vẫn thường nói rằng rượu này uống thật là say, dù mặn, dù nhạt và dù cay, dù nồng. Dù cho quý vị có mặt tại nơi đây, ai vẫn chưa nên vợ, nên chồng thì uống một vài chén kèo lòng tương tư. Cầm lược thì nhớ tới gương, cầm khăn ta nhớ nón và gặp rồi để nhớ nhau. Và kính thưa quan viên hai họ, sự hiện diện đông đủ của toàn thể các bậc quý vị, cũng như là bà con lối xóm, bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt hơn nữa phái đoàn đại biểu cấp cao đến từ đại tộc gia đình họ nhà gái. Đó chính là niềm vinh dự, hạnh phúc lớn lao cho chú rể Hà Tuấn cũng như là cô dâu Kim Anh,
cũng như là đại gia đình họ nhà trai của chúng tôi. Và kính thưa quý vị thân mến, và đúng thật là miếng trầu hạnh phúc trăm năm, miếng trầu hạnh phúc dạng người thủy chung, tình yêu thì chúc thủy sáng ngời, lễ ra nghi thức thì đời đời sum họp bền lâu. Hỡi ai đi ngược về xuôi, dừng chân ghé lại để vào xơi miếng trầu. Trầu này trầu tính, trầu tình, trầu lang, trầu gộm, trầu mình, trầu ta. Và miếng trầu đôi vợ chồng trẻ Hà Tuấn và Kim Oanh nếm hôm qua và hôm nay, hai bạn trẻ đã giấu cha giấu mẹ để đem ra mời làng. Và thay cho những lời chào nồng nhiệt nhất từ bên phía đại tộc gia đình nhà trai, đại gia đình ông bà Hà Văn Súng và bà Lục Thị Thuân, địa chỉ km 5 Tôn Niệm Kỳ, Tân Bá Tước, Thanh Hóa, chào đón phái đoàn đại biểu cấp cao đến từ đại tộc gia đình nhà gái, đại gia đình ông bà Hà Văn Tuấn và bà Lò Thị Thiếu đến từ quê hương Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, Tân Yêu hiện diện trở về đây. Ngay giờ phút này xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng được giao lưu và gặp gỡ với giọng ca nữ ca sĩ khách mời Thúy Nga cùng với tổ khúc dân ca Quan Họ Mời Châu. Xin một tràng pháo tay đầy nồng nhiệt của quý vị chào đón. Mấy khi khách đến cho nhà, thấp than quạt nước pha trà mời sơn, yêu nhau đứng tựa đằng xa, con mắt hiếp lại bằng ba đường gần.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn phần tham gia biểu diễn cùng với tổ khúc dân ca quan họ Mời Chầu. Phần tham gia biểu diễn vô cùng đặc sắc và tuyệt vời của giọng ca nữ ca sĩ khách mời đại gia đình nhà trai Thúy Nga. Và đúng thật là Tuấn còn son thì Oanh cũng còn son. Bây giờ chắc chắn rồi, đôi bạn trẻ đã chính thức là con của một nhà. Vâng, xin một tràng pháo vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị nữa được vang lên để chân thành cảm ơn giọng ca tiếng hát của nữ ca sĩ khách mời Thúy Nga vừa gửi tới toàn thể quý vị tổ khúc dân ca quan họ Mời Chầu. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Kính thưa quý quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong mỗi cuộc đời của một con người. Tình yêu là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, trải qua những năm tháng mong mỏi, mong nhớ và chờ mong, thì đôi vợ chồng trẻ Hà Tuấn và Kim Oanh họ đã cảm nhận được rằng họ không thể sống thiếu nhau trên cuộc đời của mình. Và bằng tình yêu thương đó và bởi sự quan tâm đó thì đôi con trẻ Hà Tuấn và Kim Anh đã chính thức trở về để thưa cùng với mẹ, thưa cùng với cha, thưa cùng với thân tộc nội ngoại từ bên phía hai gia đình nhà trai và nhà gái. Và để rồi, hai con trẻ Hà Tuấn và Kim Anh đã chính thức nhận được sự vun vén đồng tình tác hợp của hai bên gia đình, hai bên cha mẹ, cũng như là được sự đồng tình của hai bên chính quyền địa phương huyện Bá Thước và huyện Quan Hóa. Cho phép đôi vợ chồng trẻ của chúng ta chọn ngày hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2021, là ngày 1 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày mà ông Tơ Hồng và bà Nguyễn Lào đã chính thức xe duyên tơ đỏ bắc nhịp cầu Tơ Hồng. Rất vinh dự cho đại gia đình nhà trai, đại gia đình ông bà Hà Văn Dũng và bà Lục Thị Thuân thường trú tại km 5 Tôn Hiền Kỳ Tân Bá Tước Thanh Hóa được vinh dự kết tình thông gia cùng với đại gia đình nhà gái. Đại gia đình ông bà Hà Văn Thuấn và bà Lò Thị Thiếu thường trú tại quê hương Thiên Phủ Quan Hóa thân yêu. Và kính thưa quý vị thân mến, giờ phút đến đây cuộc gặp gỡ và sự hiện diện giữa hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái cũng như là toàn thể các bậc quý vị, đó chính là một trong những nền tảng niềm tin quan trọng để cho Hà Tuấn và Kim Oanh cảm nhận được rằng con đường tình yêu và hạnh phúc họ lựa chọn thật sự là đúng đắn. Và hôm nay đây, trong giây phút trang trọng này, bầu không khí tình yêu đã và được dàn trải và lan tỏa tới toàn thể quý vị. Và thời tiết cũng đã và đang tô điểm cho ngày hạnh phúc trăm năm của Hà Tuấn và Kim Anh. Chương trình buổi đại lễ thành hôn được diễn ra đó cũng chính là dịp để cho đại gia đình nhà trai của chúng tôi bày tỏ tấm lòng mến khách, bày tỏ những lời tri ân sâu sắc tới đại gia đình họ nhà gái, bày tỏ những lời chân thành cảm ơn tới toàn thể quý vị bằng tất cả những tình cảm cao quý nhất. Bất chút thời gian vàng ngọc quý báu của mình để hiện diện trở về, đặc biệt hơn nữa tác hợp cho hai con trẻ Hà Tuấn và Kim Oanh được chính thức nên duyên chồng vợ. Và người ta vẫn thường nói rằng đủ nắng thì hoa sẽ nở, và đủ gió thì mây sẽ bay, và đủ yêu thương thì chắc chắn hạnh phúc sẽ đong đầy. Và giờ phút đến nay không để quý quan viên hai họ cũng như là toàn thể quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, trong giây phút trang trọng này, khi mà toàn thể quý vị cũng đã và đang chờ đợi những điều tuyệt vời nhất tại khán phòng cưới, ngày hạnh phúc trăm năm của Hà Tuấn và Kim Anh. Và giờ phút này cho phép BMC à sao xin được thay lời vàng ngọc cho bên phía hai gia đình nhà trai nhà gái, thay lời cho chính quyền địa phương xin được trình trọng tuyên bố chương trình buổi đại lễ thành hôn của tân chú rể Hà Tuấn say duyên cùng với tân cô dâu Kim Anh. Xin được mời phép chính thức được bắt đầu. Chào mừng tại đây nồng nhiệt của quý vị. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và những hình ảnh giây phút đầu tiên mà ekip và những người làm chương trình của chúng tôi muốn toàn thể quý vị cùng chứng kiến, đó chính là giây phút mà tân chú rể Hà Tuấn và tân cô dâu Kim Oanh sẽ cùng nhau chính thức khởi thân đứng dậy, chính thức được ra mắt quý quan viên hai họ cũng như là toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, đây chính là đôi trai tài gái sắc, trai anh tài gái thuyền quyên. Bằng tất cả những tình yêu thương họ dành cho nhau, hôm nay đây họ đã chính thức được nắm chặt tay nhau để bước lên đỉnh vinh quang của hạnh phúc. Và để có được ngày hôm nay đây thì đôi vợ chồng trẻ Hà Tuấn và Kim Oanh đã nhận được sự vun vén tác hợp của hai bên cha mẹ, hai bên gia đình cũng như là toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị, hôm nay giờ phút này trong chương trình buổi đại lễ thành hôn được diễn ra một cách vô cùng trang trọng,
và tuyệt vời với sự hiện diện đông đủ của quý quan viên hai họ, bạn bè thân thuộc cũng như là toàn thể quý vị tân quý khách gần xa hiện diện trở về để chúc mừng và để thay cho những lời cảm ơn chân thành nhất từ chú rể Hà Tuấn và cô dâu Kim Oanh. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai cháu sẽ cùng nắm chặt tay nhau, cùng với nhau một cái gật đầu cúi chào thật sâu để gửi tới quý quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị. 1, 2, 3 cùng cúi chào đều, một chào vào tay lần lớn của toàn thể quý vị. Vâng ạ, thưa quý vị, pháo giấy ở bên phía đại gia đình đã chạy bắn trúng mắt của MC. Mặc dù vậy thì hy vọng rằng thay cho những tiếng pháo vang để chúc mừng, xin một tràng pháo tay đợt lớn của toàn thể hội chúng đến đó. Vâng, kính thưa quý quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, câu quan họ Bắc Ninh hát câu rằng yêu nhau thì cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay, và yêu nhau trao nhẫn luồn tay. Với thi sĩ Nguyễn Du cũng đã viết rằng kể thì trăm năm cũng từ đây, và nhận trao tay một chút này để làm ghi. Và trong giây phút trang trọng này xin được một lần nữa trân trọng kính mời quý quan viên hai họ cũng như toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục an tọa, cùng xơi nước xơi trà tức nước mời kẹo, và chúng ta cùng hướng về với trung tâm khán phòng cưới để chứng kiến nghi lễ chính thức đầu tiên trong chương trình buổi đại lễ thành hôn của Hà Tuấn và Kim Anh. Đó chính là giây phút mà chú rể và cô dâu sẽ chính thức trao cho nhau hai chiếc vòng nhẫn cưới trang trọng hạnh phúc nhất. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng quay vào nhau một góc 45 độ hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Với những ai đã vừa được sở hữu cho mình những chiếc điện thoại thông minh, chúng ta cùng hướng về với chú rể Hà Tuấn, Kim Oanh để cùng lưu lại những thước phim, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Và đầu tiên xin mời chú rể Hà Tuấn sẽ trao chiếc nhẫn hạnh phúc đầu tiên vào ngón tay giáp út của cô dâu, và hãy nói với cô dâu rằng em yêu ơi, hôm nay chúng ta đã chính thức tên duyên chồng vợ, và anh muốn nói với em rằng anh sẽ yêu em mãi trọn cả muôn đời này. Và cùng với tình yêu thương đó, xin được trân trọng kính mời cô dâu Kim Oanh sẽ nhẹ nhàng cầm cánh tay trái của chú rể Hà Tuấn, và hãy nhẹ nhàng trao chiếc nhẫn hạnh phúc này vào ngón tay giáp út của chú rể. Hãy nói với chú rể rằng anh yêu ơi, để có được ngày hôm nay đây, em đã bỏ qua rất nhiều sự lựa chọn, bỏ qua tất cả những lời mời gọi. Và để rồi em đã chọn anh để cùng sánh bước cùng anh chung tay lại chiếc thuyền yêu của mình về với bến bờ hạnh phúc trăm năm. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, hai chiếc nhẫn hạnh phúc nhất đã chính thức được cô dâu và chú rể trao gửi cho nhau. Kể từ giờ phút này đây, Hà Tuấn và Kim Oanh đã chính thức chung một mái nhà hạnh phúc trăm năm viên mãn, cùng nhau xây dựng một mái ấm viên mãn hạnh phúc trăm năm. Hãy vang lên một tràng pháo vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị nữa để chúc mừng. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, xin được một lần nữa trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng an tọa để chúng ta sẽ tiếp tục chương trình buổi đại lễ cho ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa quý quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, một lần nữa xin được long trọng kính mời quý quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị sẽ tiếp tục vui lòng an tọa chỗ ngồi của mình, cùng trao cho nhau những ly rượu, ly trà hạnh phúc trang trọng nhất, thưởng thức những ly trà mang hương vị ngọt ngào của tình yêu, những viên kẹo hồng mang hương vị màu sắc đậm đà của hạnh phúc. Kính thưa quý quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, từ ngàn xa xưa cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau, tình yêu luôn là một câu chuyện rất dài, và mỗi một câu chuyện tình yêu thì luôn luôn có một hương vị và một màu sắc khác nhau. Thì có lẽ rằng khi nghĩ đến tình yêu, chúng ta luôn hướng mình đến với những điều ngọt ngào và say đắm nhất. Và hôm nay đây, để viên tròn cho niềm hạnh phúc trăm năm của Hà Tuấn và Kim Anh, thì ekip những người làm chương trình cùng với đại tộc gia đình họ Nhà Trai đã chuẩn bị sẵn sàng với những chiếc bánh hạnh phúc tình yêu, cùng với những chai rượu sâm banh và một tháp rượu tuyệt vời hạnh phúc. Và giờ phút này xin được trân trọng kính mời Hà Tuấn và Kim Oanh sẽ cùng nhau nắm chặt tay nhau, khởi thân đứng dậy, tiến về với những chiếc bánh hạnh phúc trang trọng nhất trong ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc trang trọng này. Quý vị hãy cùng hướng những ống máy quay của mình trở về với chú rể và cô dâu, cùng nhau lưu lại những thước phim hạnh phúc tuyệt vời nhất. Kính thưa quý vị thân mến, ba chiếc bánh hạnh phúc được đặt ở trên một chiếc xe đạp, nơi khởi nguồn biết bao nhiêu kỷ niệm của tất cả chúng ta thời thơ ấu, đúng không ạ? Và hôm nay chiếc xe đạp hạnh phúc này đã đang chở trên mình những giấc mơ hạnh phúc của Hà Tuấn và Kim Anh.
chở trên mình những hương vị yêu thương của niềm hạnh phúc. Ba chiếc bánh hạnh phúc được đặt ở ba tầng khác nhau trên chiếc xe đạp tuyệt vời này. Chiếc bánh to nhất, chiếc bánh ở tầng thấp nhất, chiếc bánh biểu tượng cho hai bên gia đình, hai bên cha mẹ, những người đã có công ơn sinh thành, ơn nghĩa dưỡng dục cao cả nhất để cho Hà Tuấn và Kim Anh có được ngày hôm nay. Và đầu tiên cho phép MC chương trình xin được trân trọng kính mời cánh tay phải của Hà Tuấn sẽ vòng qua để ôm lấy eo của cô dâu, đúng không ạ? Sau đó xin được trân trọng kính mời cô dâu Kim Anh sẽ nhẹ nhàng dùng cả hai tay để nâng chiếc dao hạnh phúc này lên. Cùng với đó xin mời chú rể Hà Tuấn sẽ cùng chung tay cùng với người vợ xinh đẹp của mình để lần lượt cắt từng chiếc bánh hạnh phúc nhất, chiếc bánh ở tầng thấp nhất, chiếc bánh biểu tượng cho hai bên gia đình, hai bên cha mẹ, những người đã tạo dựng cho đôi vợ chồng trẻ có được ngày hôm nay. Vang lên một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị đâu ạ. Để có được hạnh phúc ngày hôm nay đây, đôi vợ chồng trẻ của chúng ta đã trải qua những thăng trầm và sóng gió của cuộc sống. Kính thưa quý vị thân mến, hôn nhân không phải là điểm dừng cuối cùng, hôn nhân chỉ là điểm bắt đầu cho một khởi hành. Một mái ấm gia đình viên mãn chờ đợi chú rể Hà Tuấn và cô dâu Kim Anh. Hãy cùng nhau chung tay cắt chiếc bánh thứ hai này. 3, 2, 1, 1 chào và vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chiếc bánh lung linh nhất, chiếc bánh được đặt ở tầng cao nhất, chiếc bánh viên tròn cho những điều tuyệt vời nhất, viên tròn cho một mái ấm hạnh phúc trăm năm, viên tròn cho hai trái tim cùng một nhịp đập. Hãy cùng nhau chung tay cắt chiếc bánh hạnh phúc này. Nào, quý vị cùng đếm lên bước đi ơi. 1, 2, 3, xin mời. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, trước khi cô dâu và chú rể sẽ tiến về với tháp diều tình yêu thì cho phép tôi xin được giới thiệu, tôi là người chú của chú rể Hà Tuấn. Rất vinh dự được dẫn chương trình buổi đại lễ thành hôn của hai cháu trong ngày hôm nay. Thì cho phép chú hỏi tâm sự cùng với hai cháu một chút, đúng không ạ? Sang năm hay là năm nay hay là năm sau các cháu muốn có bao nhiêu đứa con? Các cháu muốn có bao nhiêu đứa con? Cháu muốn có hai đứa. Hai đứa, vâng. Vậy thì hãy cầm chiếc dao hạnh phúc này lên và hãy cắt hai nhát hạnh phúc nhất chung tay nào. Một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Năm nay hay là năm sau đón cháu đầu lòng, chàng trai thì gái cũng đẹp lòng mẹ cha. Chúc cho hai cháu sẽ sớm sinh được một chàng quý tử, một cô công chúa thật tuyệt vời hạnh phúc, để chúc cho cuộc sống này trăm năm thật là viên mãn. Vâng, kính thưa quý vị, và chia tay với những chiếc bánh tình yêu, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về với những chai rượu champagne và tháp diều hạnh phúc trang trọng nhất. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị thân mến, liên tục những người làm chương trình tôi muốn quý vị sẽ sẵn sàng cho mình những tràng pháo tay thật lớn hơn đâu ạ. Vâng, đầu tiên xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ chọn chai rượu champagne hạnh phúc đầu tiên. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng chờ đợi với những điều tuyệt vời nhất, tiếng vang nổ của chai rượu champagne hạnh phúc đầu tiên. Kim Anh cũng nâng lên một chai rượu nữa đó ạ. Xin mời Kim Anh hãy nhẹ nhàng để bóc tem của chai rượu champagne này. Hãy nhẹ nhàng bóc tem của chai rượu champagne. Vâng, kính thưa quý vị, và xin mời cô dâu và chú rể sẽ nhẹ nhàng vặn nút khóa sắt trước được không? Vặn nút khóa sắt. Hãy vặn nút khóa sắt của hai chai rượu champagne này. Tháo nhẹ nhàng thôi, tháo nhẹ nhàng thôi. Tuấn giúp vợ đi. Vâng, hãy lắc thật mạnh. Hãy chia rượu champagne này, lắc thật mạnh. Nào, cùng vỗ tay nào quý vị ơi. Một tràng pháo tay thật lớn. Hãy nhẹ nhàng dùng ngón tay cái của mình để bẩy nút nắp chai rượu champagne. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, Kim Anh hãy lắc thật mạnh, hãy lắc thật mạnh, lắc thật mạnh nữa lên. Và hãy nhẹ nhàng. Tuấn giúp vợ đi. Vâng, tuyệt vời quý vị ơi. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị ạ.
Cô dâu và chú rể đặt xuống một chai trước đúng không ạ? Hãy cùng nhau chung tay để rót chai rượu champagne hạnh phúc đầu tiên lên tháp rượu tình yêu của mình. Xin mời Hà Tuấn và Kim Anh sẽ đứng sát lại gần nhau hơn nữa. Xin mời. Vâng, hãy dành những tràng pháo tay đơn lớn của toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, tháp rượu tình yêu được biểu tượng như một tòa lâu đài tình ái hạnh phúc. Những giọt rượu màu hồng đã và đang được dàn trải và lan tỏa như những dòng suối ngàn yêu thương cùng chảy ra vươn mình ra biển rộng. Kể từ giờ phút này, đôi vợ chồng trẻ của chúng ta, Hà Tuấn và Kim Oanh nguyện cùng chung sức, chung lòng, nguyện cùng yêu thương nhau, xây đắp mái ấm gia đình hạnh phúc, sẵn sàng đối với những điều tuyệt vời hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mình. Và chai rượu sâm banh hạnh phúc thứ hai này, xin mời chú rể và cô dâu sẽ rót vào hai ly rượu hạnh phúc trang trọng nhất trước cả đời. Xin mời. Đặt hai ly rượu này xuống bàn hạnh phúc trước được không? Rồi. Sau đó một lần nữa, xin mời cô dâu và chú rể sẽ chung tay để rót tràn đầy chai rượu champagne hạnh phúc thứ hai này lên tháp rượu tình yêu. Kính thưa quý vị, chung tay rót chén rượu hồng, dầu cay dầu mặn xin đừng quên nhau. Cười lên nhé em ơi, trọn đời ta đã và đang hạnh phúc, suốt cuộc đời này chắc chắn rồi sẽ mãi viên tròn bên nhau. Những niềm hạnh phúc lan tỏa. Vâng, những giọt rượu màu hồng hòa quyện cùng với một làn đá khói sục sôi, báo hiệu cho một tình yêu khởi sắc, một tình yêu viên mãn trăm năm hạnh phúc. Vâng, các đồng vị, như vậy là rượu hồng của vợ và chồng đã chính thức được rót ra, chặt đầy các công chén ta rất chi là mặn nồng. Công đầu tiên tưởng nghĩa cho tình yêu của đôi vợ chồng trẻ, hai công kế tiếp tượng trưng cho ông Tơ Hồng và bà Nguyệt Lào đã dày công xe. Với rượu hôm nay, đơn vị chúng tôi tính là hai mẹ tượng trưng cho hai bên cha mẹ để chở che cho muôn đời. Như quý vị đã thấy thì các công phía dưới cũng đã và đang rất ngời ngời. Hãy dành một tràng pháo tay để chúc cho đôi bạn trẻ được trọn đời, ái ơn. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và giờ phút này xin được trân trọng kính mời Hà Tuấn và Kim Anh sẽ cùng nhẹ nhàng nâng lên mỗi người một ly rượu hồng và hãy tiến về với trung tâm lễ đài trong buổi sáng ngày nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ tiến về với trung tâm của lễ đài cưới cho ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, vừa nãy khi mà cùng chung tay rót những chai rượu sâm panh tháp rượu tình yêu của mình thì Hà Tuấn có nói rằng và đúng thật là anh như một chén rượu đào mà Tuấn chưa nhấm miệng mà lòng đã say. Và kể cả anh có là một chén rượu cay thì Tuấn cũng xin uống cạn để được say suốt đời này. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và giờ phút này chúng ta sẽ cùng đâu được chứng kiến nghi lễ uống rượu ra mời ngày hạnh phúc trăm năm của Hà Tuấn và Kim Anh. Giờ phút này xin được trân trọng kính mời Hà Tuấn sẽ nhích một góc bằng 35 độ 7 về bên phía của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời cô dâu cũng sẽ nhích một góc bằng 37 độ 5 về bên phía của chú rể. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, một lần nữa chúng tôi muốn toàn thể quý quan viên hai họ cũng như toàn thể quý vị sẽ luôn hướng những ông máy quay của mình hướng về với Hà Tuấn và Kim Anh để cùng lưu lại những thước phim, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng ngoắc tay nhau và uống cạn ly rượu hạnh phúc trăm năm này. Hãy vang lên một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị nơi đó quý vị. 1, 2, 3, uống cạn ly rượu hạnh phúc này đi nào. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, ly rượu đầu tiên mà chú rể và cô dâu cùng nhau chung tay tạo dựng niềm hạnh phúc khởi bắt đầu cho một cuộc sống viên mãn trăm năm của mình. Xin chân thành cảm ơn với những tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Xin mời hai cháu sẽ cùng ngồi xuống. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, để liên tục những niềm hạnh phúc chúc mừng cho đôi tân lang tân nương Hà Tuấn và Kim Oanh thì giờ phút này đây cho phép những người làm chương trình tôi tại trung tâm khán phòng cưới tại đại gia đình nhà trai xin được mặt phép trân trọng kính mời một giọng ca tiếng hát đến từ quê hương đại gia đình nhà gái, quê hương Thiên Phủ Quan Hóa hiện diện trở về đây để giao lưu chúc mừng cho ngày hạnh phúc cùng với những thông điệp tuyệt vời nhất. Và quý vị thân mến, hãy vang lên một tràng pháo tay đầy nồng nhiệt để chào đón.
Dạ vâng, lần đầu tiên tôi chân thành lời mời của ban tổ chức và xin chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc và chúc cho tất cả quý vị có mặt trong hội trường sức khỏe thật nhiều, gia đình hạnh phúc. Vâng, và sau đây để hát mừng hạnh phúc chúc tương lai cho hai cháu, tôi xin gửi đến toàn thể quý vị một ca khúc được mang tên Thuyền và Biển. Biển mênh mông nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đây. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau gian vơ. Ra thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao thu. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao thu. Anh chỉ còn bao thu. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao thu. Vâng, chúng ta vừa được lắng nghe thưởng thức ca khúc vô cùng tuyệt vời đến từ giọng ca tiếng hát đại diện đại gia đình nhà gái Tân Yêu quê hương Thiên Phủ của Quan Hóa. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và giờ phút này đây chia tay với những món quà âm nhạc, chúng ta sẽ cùng được chào đón lên sân khấu những món quà đầu tiên đến từ đại gia đình nhà trai. Và đầu tiên cho phép tôi xin được trân trọng kính mời bố mẹ thân sinh của chú rể Hà Tuấn, xin được trân trọng kính mời anh Hà Dũng và chị Lục Thị Thuân sẽ cùng trở về với hôn trường cưới. Xin được trân trọng kính mời hai anh chị sẽ cùng trở về với hôn trường cưới trong ngày hôm nay để trao phần quà của mình cho hai con. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, trước khi
đến với phần quà của bố mẹ thân sinh thì cho phép tôi xin được giới thiệu với toàn thể quý vị, đây là ông nội của chú rể Hà Tuấn, và bằng tất cả những tình cảm cao quý của những người làm ông làm bà khi được chứng kiến giây phút hạnh phúc của những người cháu thân yêu của mình, và hôm nay đây ông cũng trở về đây để chúc phúc cho hai cháu bằng phần quà của mình. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chân thành cảm ơn món quà đầu tiên, đó chính là món quà đến từ ông bà nội của chú rể Hà Tuấn trong ngày hôm nay. Xin được chúc cho ông bà luôn thật nhiều sức khỏe, sống lâu sống già để hưởng phúc lộc của con cháu. Xin mời ông sẽ trở về với vị trí của mình để tiếp tục chương trình buổi đại lễ cho ngày nay. Cho phép tôi xin được trân trọng kính mời bố mẹ thân sinh của Hà Tuấn, xin được trân trọng kính mời anh Hà Văn Dũng và chị Lục Thị Tuân sẽ cùng trở về với hôn trường cưới. Xin được trân trọng kính mời. Cùng với đó, cho phép tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình bác Hằng, món quà đến từ gia đình cô Nhiên, món quà đến từ gia đình cô Nhiệt sẽ trở về với hôn trường cưới, chuẩn bị trở về với hôn trường cưới để trao gửi cho hai cháu trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, ơn nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục cao cả nhất trong mỗi cuộc đời của một con người, không ai khác đó chính là người mẹ và người cha thân sinh ra mỗi con người của chúng ta. Bằng tất cả những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất, người mẹ thân yêu 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Và để rồi từ khi những người con thân yêu lọt lòng ra đời, từ những giọt sữa đầu đời và những lời ru ẩu ơ bên cánh võng, người cha thân yêu cũng lặn lội suốt quanh năm tháng ngày, mang cả tấm thân gầy để che chở cho con. Và hôm nay khi được chứng kiến niềm hạnh phúc khi người con trai thân yêu của mình thật sự đã trưởng thành để bắt đầu xây dựng cho mình một mái ấm viên mãn, cùng với phần quà bố mẹ chúc cho hai con trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê, xin được chân thành cảm ơn. Xin mời chị sẽ trở về với vị trí ngồi của mình để chúng ta tiếp tục chương trình. Và cho phép tôi xin được trân trọng kính mời những món quà tiếp theo, món quà đến từ gia đình bác Hằng, món quà đến từ gia đình cô Nhiên, xin được trân trọng kính mời. Bởi vì rất rất nhiều những món quà được hai bên gia đình chuẩn bị, vậy thì cho phép tôi xin được đọc liên tục. Chúng ta sẽ cùng nhanh chóng trở về để trao những phần quà của mình cho hai con, hai cháu trong ngày hôm nay. Khi mà chúng ta lên trao quà thì chúng ta sẽ cùng nán lại chút ít để cùng nhiếp ảnh gia, những nhà quay phim chuyên nghiệp của đại gia đình nhà trai sẽ lưu lại những khoảnh khắc này cùng với những tấm hình, những video tuyệt vời nhất. Xin chân thành cảm ơn gia đình bác Hằng, gia đình cô Nhiên. Cho phép tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu món quà đến từ gia đình cô Nhiệt và món quà đến từ gia đình chú Pít Kéo, xin được trân trọng kính mời. Và tiếp theo thì cho phép tôi xin được trân trọng kính mời món quà của anh chị ruột của chú rể Hà Tuấn, xin được trân trọng kính mời anh chị Trường Du sẽ chuẩn bị trở về với hôn trường cưới, trao phần quà của mình cho hai em trong ngày hôm nay. Xin mời cô Nhiệt cũng như là thím sẽ đứng sát lại hai cháu, xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời anh chị Trường Du. Xin mời cả anh Trường nữa sẽ trở về với hôn trường cưới. Tiếp theo chương trình, cho phép tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu món quà đến từ vợ chồng em Mơ Quỳnh. Xin chân thành cảm ơn, xin mời mẹ cũng như là anh chị sẽ trở về vị trí của mình. Cho phép xin được trân trọng kính mời vợ chồng của em Mương Quỳnh
Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời món quà đến từ chú Phới và món quà đến từ chú Biển cũng sẽ chuẩn bị. Xin mời hai em sẽ đứng sát lại cô dâu chú rể một chút nữa ạ. Xin mời món quà tiếp theo, đó chính là món quà của chú Phới và món quà của chú Biển. Xin được trân trọng kính mời hai chú. Rất rất nhiều những phần quà vô cùng là giá trị được đại gia đình nhà trai cũng như là đại gia đình nhà gái chuẩn bị trong buổi đại lễ thành hôn của Hà Tuấn và Kim Oanh trong hôm nay. Xin chân thành cảm ơn món quà của chú Phới và món quà của chú Biển. Cho phép tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu món quà của gia đình chú Thuận Tin và gia đình của cô Ngư Toa. Xin được trân trọng kính mời. Chân thành cảm ơn và còn rất nhiều những món quà nữa sẽ được đại gia đình nhà trai chính thức trao gửi cho hai con Hà Tuấn và Kim Oanh tại Tư Gia Hạnh Phúc đại gia đình nhà trai trong chương trình sau ít phút giờ đồng hồ nữa. Xin mang lên một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Chân thành cảm ơn những phần quà của đại gia đình họ nhà trai. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây cho phép tôi xin được chào đón toàn thể quý vị sẽ đến với những phần quà đến từ đại gia đình nhà gái. Và trân trọng kính mời lên sân khấu món quà đến từ gia đình dì Yến và món quà đến từ gia đình dì Huyền. Xin được trân trọng kính mời món quà của hai gia đình hai dì sẽ trở về với hôn trường cưới cho ngày nay. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình Thím Duy. Xin được trân trọng kính mời Thím Duy cũng sẽ chuẩn bị. Chân thành cảm ơn những phần quà vô cùng giá trị và ý nghĩa từ hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Và chúng ta cùng có mong rằng với những món quà này sẽ là tiền đề để cho đôi vợ chồng trẻ Hà Tuấn và Kim Oanh xây dựng cho mình một mái ấm viên mãn, thành công và thật nhiều hạnh phúc. Xin vang lên một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chân thành cảm ơn những món quà đến từ hai bên gia đình. Và kính thưa quý vị thân mến, và cùng với những phần quà mà hai bên gia đình vừa trao gửi tới Hà Tuấn và Kim Oanh cũng như là hai con, hai cháu, hai em cho ngày hôm nay, thì giờ phút này mặc dù rằng biết rằng toàn thể quý vị hiện diện trở về đây đang còn lắm anh tài, quý vị đã vẫn đang còn giữ cho mình rất nhiều những bài hát hay, nhưng có lẽ giờ phút này đã vẫn đang còn rất nhiều những thủ tục gia tiên đã vẫn đang chờ đợi chú rể Hà Tuấn và cô dâu Kim Oanh sẽ chính thức thực hiện bên trong Tư Gia Hạnh Phúc đại gia đình nhà trai. Và cùng với những phần quà mà hai bên gia đình vừa trao gửi tới đôi tân lang tân nương, thì giờ phút này một lần nữa cho phép MC Hà Sao sẽ được màn phép bế mạc chương trình buổi đại lễ thành hôn của Hà Tuấn và Kim Oanh trong giây phút trang trọng này. Một lần nữa thay lời vàng ngọc cho bên phía đại gia đình nhà trai, chân thành cảm ơn đại gia đình nhà gái, chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã dành những khoảng thời gian vô cùng quý báu hiện diện trở về tham gia và tham dự chương trình đại lễ chúc mừng hạnh phúc trăm năm của Hà Tuấn và Kim Oanh. Một lần nữa xin
chúc cho toàn thể quý vị luôn thư thái, thoải mái và ngập tràn hạnh phúc của mình. Xin chân thành cảm ơn và gửi lời chào tạm biệt. Chúng ta cùng cúi chào một lần nữa trước khi trở vào bên trong tư gia hạnh phúc đại gia đình nhà trai của chúng ta để chính thức thực hiện những nghi lễ tiếp theo phong tục tập quán. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, trước khi cô dâu và chú rể sẽ chính thức trở vào bên trong tư gia hạnh phúc đại gia đình nhà trai thì xin được trân trọng kính mời bạn bè đồng nghiệp cũng như